Chào khán giả nha, em có mặt tại nơi bán vé đi du lịch thôn Thái Sơn ạ. Bây giờ em đi với mẹ, nhưng mà đợi một chút xíu nữa thì mới có phái đoàn đi đi mà mình đi chung nhé. Bây giờ em ra vòng vòng đây để ngắm cảnh ngắm sông nhé. Khán giả mình cùng xem. Tôi bán quà lưu niệm mấy gì cà xem. Ghi ra đậu chợ khách du lịch quá chừng. Ê, ê, con chó nó rớt dưới mương kìa. Ê, con chó của ai rớt mương kìa? Thấy không? Tưởng là nó bị rớt mương chứ. Tắm hả? Lên được không? Vậy hả? Dạ, con tưởng đâu nó bị vô tình nó lọt như vậy. Vậy hả? Hay vậy hả? Tắm nữa hả? Dạ, à thì ra là đi, chó nó tắm, tưởng đâu nó bị rơi đây chứ. Ơi. Chó tắm xong rồi. Chó bơi xuống sông tắm. Bơi giỏi quá chừng. Cầu tàu 2. À, cầu tàu 1 thì nằm ở cầu tàu 1 là lúc nãy em đi trên đó nha. Còn đây là cầu tàu 2. Đây chú này ông đặt cái ghế nè, gọi là 12 cửa ngục. Thì đàn chó đó của cái chú đặt ghế đó. Nó tắm. Nó cười nè. Nó tắm nè. Có thể tắm luôn. Là chó của chú đó. Ông kêu nó lên rồi nó lại kìa, nó bơi lên kìa. Chú đó dừng bé ngồi trên cái chiếc xuồng đặt dến kìa. Đợi nào có người nó mua vé hả? Đợi chút xíu nữa rồi em hướng dẫn viên du lịch đó. Đợi chút xíu nữa có đoàn ghép rồi mình ghép mình đi luôn. À được rồi em, chị chỉ quay video thôi, cảm ơn em. Quay video. Hàng chó tắm lại lên nè. Tắm xong chó tắm xong đi lên. Khùng quá. Chó khùng quá chừng luôn.
Thì là khách du lịch người ta đi, người ta chung, người ta đủ cái đoàn ta đi, không phải đợi ghép. Nãy phải nãy mến với chị Hạnh lên nó đủ mà, giờ không chịu lên. Đó người ta đi 4 người, người ta vô đoàn rồi đó, 4 người vô đoàn đi à. Giống như là một mỗi một đoàn ta đi là ta sẽ có hướng dẫn viên du lịch, rồi người ta đưa đi và bỏ. Nếu mà mình đi chung nó phải là như từ 4 người tới 5 người. Hướng dẫn viên du lịch này, xin lỗi, khách du lịch này hình như là của nước nào mà quấn khăn, hay như là người người Pakistan, giống như người đạo Hindu. Người là người nghĩ là người những người Indo á, người Indo Indonesia. Những cô gái này cũng như là đến từ đất nước Indo. Hay dùng khăn để quấn trên đầu như thế. Đến từ đời những đất nước như đạo Hồi. Ghe là đến đón khách du lịch, những chiếc ghe đưa khứa khách du lịch đến còn chạy qua rồi cái chạy trở lại đón khách.